Ở thời điểm hiện tại, bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính đang là phim ngôn tình hoa ngữ được khán giả vô cùng yêu thích. Bộ phim vừa lên sóng đã lập thành tích mới chứng minh khả năng kéo rating của Đàm Tùng Vận. Sau 6 tập đầu lên sóng, khán giả có lời nhận xét khen chê lẫn lộn, nhưng nhìn chung, đa số là ý kiến tích cực bày tỏ sự tò mò và ngóng chờ phản ứng hóa học của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm những điểm hấp dẫn của bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao nhé! Cốt truyện chặt chẽ. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai, một cô gái tài năng, xinh đẹp chuyên tâm nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và anh chàng tổng tài bá đạo Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Cốt truyện tuy không mới nhưng được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, lãng mạn, tập trung vào sự trưởng thành và hiện thực khốc liệt trong cuộc sống của người phụ nữ tại chốn công sở thành thị. Kỳ Tinh là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và là một kỹ sư chế tạo robot tài giỏi, là một nhân viên ưu tú đang làm việc tại công ty công nghệ Quảng Hoa. Cô luôn làm việc chăm chỉ để mong kiếm đủ tiền mua nhà và kết hôn với bạn trai lâu năm là Thiệu Nhất Thần. 10 năm trước, Hàn Đình là học trưởng của Kỳ Tinh. Họ vừa là bạn bè vừa là đồng đội đã giành cúp vàng về công nghệ chế tạo robot. 10 năm sau, Hàn Đình trở về sau khi du học Đức, anh cũng tiếp nhận vị trí tổng giám đốc công ty y tế Đông Dương. Hàn Đình không chỉ đẹp trai, lạnh lùng mà còn là một tinh anh trong giới kinh doanh, một người quyết đoán trên thương trường. Ngày đầu nhận chức, anh tình cờ gặp lại Kỳ Tinh nhưng giả vờ không nhận ra cô. Điều này khiến Kỳ Tinh vô cùng khó chịu, không biết rằng Hàn Đình đã thầm thích cô từ 10 năm trước và từng muốn tỏ tình với cô. Khi gặp lại nhau, Kỳ Tinh không ngờ rằng Hàn Đình lại chính là chủ đầu tư của công ty nơi cô làm việc. Trong lễ mừng công, Kỳ Tinh bị một cấp trên quấy rối nên cô đã quyết báo cảnh sát. Trợ lý của Hàn Đình ra mặt giúp đỡ cô, khiến cả công ty bắt đầu cô lập Kỳ Tinh. Không chấp nhận sự bất công, Kỳ Tinh quyết định nghỉ việc và bắt đầu tự khởi nghiệp. Sự việc này cũng khiến mối quan hệ của cô với bạn trai Thiệu Nhất Thần trở nên lạnh nhạt và dẫn đến chia tay. Kỳ Tinh là một cô gái giỏi tay nghề nhưng mối quan hệ xã hội lại quá đơn thuần, vì vậy quá trình khởi nghiệp của cô gặp nhiều khó khăn. Trải qua một số thất bại trong quá trình phát triển sản phẩm, mối quan hệ của Kỳ Tinh và Hàn Đình cũng dần thay đổi, vừa là đối tác thương mại vừa là thầy, sau đó trở thành những người bị đối phương thu hút lẫn nhau, dần nảy sinh tình cảm. Sự nghiệp của Kỳ Tinh lần nữa xảy ra biến cố, cùng lúc đó tình yêu giữa cô và Hàn Đình cũng bắt đầu đầy những nguy cơ. Cuối cùng, dưới sự khích lệ của bạn bè, Kỳ Tinh lấy lại sự tự tin, đối đầu với áp lực chồng chất dẫn dắt công ty thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng từng bước thực hiện ước mơ và tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Kịch bản được cải biên hợp lý. Em đẹp hơn cả ánh sao được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hy. Tác giả cũng tham gia vào quá trình biên kịch cho phim sau khi Em đẹp hơn cả ánh sao chiếu liền 6 tập đầu. Bộ phim đã ngay lập tức lôi cuốn người xem bởi nhịp độ nhanh, phim cũng có một vài thay đổi nhỏ trong cách xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật so với nguyên tác. Nhân vật Hàn Đình bản phim đã được thêm tình tiết yêu thầm Kỳ Tinh nhiều năm, nhưng vẫn chưa kịp tỏ tình với Kỳ Tinh thì đã tới Đức du học, cả hai vì hiểu lầm mà 10 năm không giữ liên lạc. Tới khi gặp lại, Kỳ Tinh đã có bạn trai và có ý định kết hôn. Những tập đầu này, tình cảm mới chỉ đến từ một phía của Hàn Tổng. Kỳ Tinh chỉ mới chấm dứt mối tình đẹp với người yêu cũ. Vì thế, nếu khán giả trông chờ vào cảm giác couple phải thật bùng nổ của bộ đôi chính là chưa có, từ tập 4 trở đi sẽ là quá trình lửa gần rơm lâu ngày cũng bén của Hàn Đình và Kỳ Tinh. Chàng tổng tài đầu tư vào công ty của Grad và đưa cô về dưới tầm mắt mình. Truyền thông xứ Trung đánh giá, phim Em đẹp hơn cả ánh sao có hiệu quả phát sóng vượt kỳ vọng của nhà sản xuất. Điểm sáng giúp tác phẩm này được khán giả đón nhận chính là nhờ sở hữu kịch bản chặt chẽ, mạch phim nhanh, tình tiết gãy gọn và tương tác tự nhiên giữa hai nhân vật chính. Trong một tai nạn xe hơi, nữ chính Kỳ Tinh bất ngờ gặp lại Hàn Đình khi anh vừa trở về Trung Quốc sau thời gian dài lập nghiệp tại nước ngoài. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến họ nhớ về khoảng thời gian sinh viên, từng thầm yêu mến đối phương. Đồng thời, Kỳ Tinh đang gặp khủng hoảng trong sự nghiệp, bị cấp trên chèn ép, quấy rối. Bị đồng nghiệp cô lập, Kỳ Tinh đã quyết định nghỉ việc và tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Sở hữu đề tài lập nghiệp truyền cảm hứng, cùng với nhiều câu chuyện gay cấn trong môi trường làm việc công sở hàng ngày. Không khó hiểu khi những diễn biến của bộ phim được khán giả thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mê phim. Nam nữ chính phù hợp với vai diễn. Truyền thông xứ Trung đánh giá, sự thành công của bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao không thể không kể đến bộ đôi diễn viên chính Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Đàm Tùng Vận tiếp tục chứng minh khả năng hách tuổi lẫn nét diễn tự nhiên ở Em đẹp hơn ánh sao. Sự trẻ trung, tươi sáng, nhiệt huyết của Đàm Tùng Vận đã cân bằng khoảng cách tuổi tác giữa cô và Hứa Khải. Nhân vật Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai có hoài bão lớn về sự nghiệp, nhưng cũng có tính cách ngọt ngào của một cô gái trẻ.
Điều đáng nói là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã mang đến cảm giác ngọt ngào, bùng nổ cho khán giả bất chấp sự chênh lệch tuổi tác giữa hai bên. Về phần nam chính Hứa Khải, khi chốt vai cho Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, fan nguyên tác lo ngại Hứa Khải có gương mặt quá non trẻ để vào vai một tổng tài trưởng thành, rắn giỏi, thâm trầm như Hàn Đình. Nhưng sau khi Em Đẹp Hơn Ánh Sao lên sóng, dân tình bắt đầu đổi chiều và công nhận Hứa Khải là một Hàn tổng quá đẹp. Khí chất lẫn ngoại hình đều như Hàn Đình bước ra từ tiểu thuyết. Nhân vật Hàn Đình của Hứa Khải có tính cách lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng vẫn âm thầm quan tâm và giúp đỡ nữ chính. Diễn xuất của Hứa Khải trong phim cũng được khán giả đánh giá cao, có nhiều tiến bộ so với các tác phẩm trước đó. Ngoài ra, nhân vật Hàn Đình của Hứa Khải đã đạt 10 triệu điểm nhiệt, là nhân vật nam duy nhất đạt mức nhiệt này trước khi phim lên sóng trên nền tảng Tencent trong năm 2024. Trong buổi họp báo được tổ chức gần đây, cặp đôi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cũng đã khiến khán giả rụng tim khi chia sẻ về cảnh quay đám cưới đầy lãng mạn trong phim. Đàm Tùng Vận cho biết, cảnh quay đám cưới được thực hiện tại một địa điểm ngoài trời vô cùng đẹp, khiến nhiều người qua đường lầm tưởng là cả hai đang quay đám cưới thật. Hứa Khải cũng chia sẻ thêm, lúc quay cảnh đó, tôi cảm thấy hơi lo lắng, bồi hồi như sắp sửa kết hôn thật vậy. Ngoài ra, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận còn có màn bế công chúa vô cùng tình tứ dành cho nhau, khiến các fan hâm mộ vô cùng thích thú. Cộng đồng mạng xứ Trung bình luận dù lớn hơn đàn em đến 5 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận lại sở hữu đường nét trẻ trung. Hai diễn viên không hề có khoảng cách tuổi tác khi đứng cạnh nhau. Có lẽ vì Đàm Tùng Vận và Hứa Khải quá đẹp đôi, người đi đường lầm tưởng cả hai là vợ chồng cũng là điều để hiểu. Đánh giá chung của khán giả. Bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao không chỉ thu hút khán giả bởi đề tài ngôn tình tổng tài, mà còn bởi nội dung tập trung khắc họa hành trình khởi nghiệp đầy gian nan nhưng bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bộ phim cũng được đánh giá cao về cốt truyện xử lý khéo léo, thực tế, cùng với cảnh quay đẹp. Mặc dù thể loại lẫn thiết lập nhân vật của phim không mới, nhưng cốt truyện được dẫn dắt tinh tế, hấp dẫn, góc quay đẹp. Sự dễ chịu trong diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một trong những yếu tố chính góp phần hút thêm khán giả. Bạn đã xem Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao hay chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về bộ phim? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!